Hôm thứ Năm 25 tháng 4, Mỹ cùng 17 đồng minh và đối tác đã kêu gọi Hamas trao trả tự do cho các con tin đang bị bắt giữ ở Gaza. Tuyên bố chung nhấn mạnh số phận của các con tin và người dân ở Gaza vốn được luật pháp quốc tế bảo vệ là mối quan tâm của cộng đồng quốc tế. Tuyên bố chung của các nước trên kêu gọi phóng thích ngay lập tức toàn bộ con tin, bao gồm công dân của họ đang bị Hamas giam giữ ở Gaza trong vòng hơn 200 ngày qua. Các nước này nhấn mạnh rằng việc phóng thích các con tin vốn đang được đàm phán sẽ mang lại một thỏa thuận ngừng bắn tức thời và kéo dài, tạo điều kiện cho việc gia tăng viện trợ nhân đạo vào Gaza và chấm dứt các hành động thù địch. Cùng ngày, Lầu Năm Góc cho biết quân đội Mỹ đã bắt đầu xây dựng một cầu cảng ở khu vực phía đông Địa Trung Hải nhằm đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza. Chúng tôi xác nhận rằng các tàu quân sự của Mỹ, bao gồm tàu khu trục USNS Benavides, đã bắt đầu giai đoạn đầu xây dựng bến tàu và cầu cảng trên biển. Chúng tôi nhận thức được sự quan tâm đáng kể đến hoạt động này và sẽ tăng cường cung cấp thông tin trong thời gian tới, khi chúng tôi cùng với cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ cho người dân Gaza. Kế hoạch trên đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden công bố hồi tháng 3 vừa qua. Cầu cảng dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động đầu tháng năm tới, sẽ giúp đưa thêm hàng trăm chuyến xe vận chuyển viện trợ nhân đạo với hơn 2 triệu suất ăn mỗi ngày vào Gaza. Kể từ khi Israel tiến hành chiến dịch quân sự chống lại Hamas tháng 10 năm ngoái, khoảng 2,3 triệu người ở Gaza rơi vào khủng hoảng nhân đạo. Trong một diễn biến khác, tờ Washington Post đưa tin Hamas đã bắn súng cối vào lực lượng Israel khi lực lượng này đang làm công tác tại khu vực điều phối của bến tàu mà Mỹ đang xây dựng. Tuy nhiên, theo giới chức Mỹ, thiệt hại là tối thiểu và xảy ra trong lúc các tàu Mỹ đang đưa thiết bị đến vẫn đang xa bờ.